Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Chính quyền không cho phép cuộc bộ hành của Sư Minh Tuệ trở thành cuộc diễu hành vĩ đại cho tự do tôn giáo. Ngày 3 tháng 6, AFI Tiếng Việt đặt vấn đề thực hư việc ban tôn giáo chính phủ nói Sư Minh Tuệ tự nguyện dừng bộ hành khất thực. Theo đó, ban tôn giáo chính phủ Việt Nam sáng ngày 3 tháng 6 tuyên bố, ông Lê Minh Tú, thế danh của Sư Thích Minh Tuệ, đã tự nguyện dừng việc bộ hành khất thực. Tuy nhiên, hai vị sư đi theo trong đoàn tiết lộ đều hoàn toàn trái ngược. AFA dẫn ban tôn giáo chính phủ Việt Nam cho rằng, trong hành trình đi bộ của sư Thích Minh Tuệ đã xảy ra hiện tượng tập trung đông người đi theo, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự và cảnh quan môi trường, trong đó có vụ ông Lương Thanh Sơn bị sốc nhiệt dẫn đến tử vong vào ngày 30 tháng 5. Ông Lê Anh Tú đã nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực, cơ quan hành chính của Bộ Nội vụ Việt và đây là hình bài trên AFA. Trái ngược với tuyên bố của cơ quan nhà nước, AFA dẫn lời sư Minh Nhuận, người đi theo đoàn của sư Minh Tuệ, nói trong một video được đăng tải lên TikTok vào trưa ngày 3 tháng 6. Khi con đang ngủ, các anh em trong đoàn đang ngủ, thì họ vô cửa, họ ào vào một cái, rồi họ nắm tay mọi người ra. Hai người kèm một người, trong đoàn bảy mươi mấy người, thì chắc chắn phải có một trăm người đó, là họ kè ra xe. Họ chở đi, họ chở một hướng đi Nam, một hướng đi Bắc nhưng mà không biết Sư Minh Tuệ và mọi người đang ở đâu. Sư Minh Nhuận cho biết, ông bị đưa ra Hà Tĩnh, đưa vào đồn công an kỳ trung làm việc. Nhưng do ông không đồng ý hợp tác, nên bị công an chở ra bãi đất trống xa trung tâm thành phố Hà Tĩnh và thả xuống. Bên cạnh đó, Sư Phúc Giác, còn gọi là Kim Cang, trong một đoạn video khác cũng cho biết, khi Sư Minh Tuệ đang ngồi thiền thì bị năm công an khống chế, dí xuống đất. Một người tu đang ngồi thuyền mà năm ông đè ra làm gì? Thầy đâu có chống cự đâu, mà người tu lấy gì mà chống cự, sư Phúc Giác cho biết. Cũng theo ông, có khả năng 71 vị đi theo đoàn đều được trả tự do rải rác ở các tỉnh thành, còn lại sư Minh Tuệ thì không biết tin tức. Và đây là hình sư Thích Minh Tuệ bị buộc lăn tay. Ngoài ra, AFA cho biết hình ảnh của sư Minh Tuệ trên mình vẫn đang khoác y bá nạp, bị một người mặc sắc phục công an buộc lăn năm đầu ngón tay trong trụ sở để làm căn cước công dân cũng được lan truyền trên mạng. Bên cạnh đó, AFA cũng cho biết một số video hình ảnh khác cũng cho thấy khoảng 5 vị sư, trong đó có sư Kim Cang, sư Thích Tự Do, ghé vào quán phở ở Hà Nội, ở cổng Phật Mô Sa, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh vào trưa ngày 3 tháng 6 để xin cơm chay. AFA dẫn lời một người không nêu danh tính đã gặp các sư ở quán ăn này, khẳng định các sư ăn bánh phở không với nước tương và tiết lộ bị công an buộc biết cam kết phải từ bỏ đoàn bộ hành trở về nhà. Người này khẳng định trước mắt các sư trở về nhà, tiếp tục ăn chay, tu hành và chờ xem sư Minh Tuệ hiện đang ở đâu rồi tính tiếp. Và đây là hình các sư bị buộc cởi bỏ y bá nạp và ghé quán xin phở ăn không với nước tương ở Hà Tĩnh. AFA tiếp tục dẫn lời một người dân ở Sài Gòn cho rằng chính quyền đã ngăn chặn với lý lẽ thường thấy, không quản được thì cấm, ông chia sẻ. 72 vị khất sĩ cùng ngài Minh Tuệ đã không cánh mà bay hồi đêm qua nhưng ngọn lửa của chân pháp vẫn đang rực cháy. Có lẽ bấy nhiêu đó đã đủ cho thức tỉnh những người hữu duyên. Đây là một trong những biểu hiện cụ thể cho thấy rằng tự do tôn giáo ở Việt Nam chỉ là cái bánh vẽ mà Hà Nội đưa ra để giới thiệu với thế giới. Người này cho rằng sư Minh Tuệ từ giờ trở đi sẽ không được để yên để tu hành cho đến khi về một chùa nào đó và chịu sự quản lý của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Từ Huế người ta thấy số lượng người đi theo sư tuệ đã lên đến cả ngàn và điều này đối với công an cũng như là ban tôn giáo sẽ không thể cho phép sư tuệ bước vào miền Nam và trở thành một cuộc diễu hành vĩ đại cho tự do tôn giáo được. Bên cạnh đó, AFA tiếp tục cho hay, một YouTuber là ông Nguyễn Văn Tý đã bị Sở Thông tin Truyền thông Thừa Thiên Huế làm việc về việc đăng tải các video có tiêu đề, ảnh bìa bị cho là thể hiện nội dung, dịch tích, câu view với những thông tin sai sự thật về tình hình an ninh trật tự địa phương và gây hoang mang trong nhân dân. Sở này cũng yêu cầu ông Tý gỡ bỏ các video đã đăng tải trên các kênh YouTube và mạng xã hội. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chính quyền không cho phép cuộc bộ hành của Sư Minh Tuệ trở thành cuộc diễu hành vĩ đại cho tự do tôn giáo. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Kiều binh thời Nguyễn Phú Trọng ngồi trong triều đình bàn chuyện quốc gia. Ngày 2 tháng 6, báo Tiếng dân đăng bài bình luận nạn kiều binh dưới triều đại Nguyễn Phú Trọng của tác giả Thu Hà. Tác giả đề cập đến nạn kiều binh thời Lê Trung Hưng, lực lượng từng thao túng cả vua Lê lẫn chúa Trịnh, thậm chí còn quyết định chọn người lên ngôi hoàn toàn thao túng triều đình tác giả dẫn nhận định của sử gia Phạm Văn Sơn bàn về nạn kêu binh trong sách Việt sử Tân Biến, quyển số 3. Gia chính cũng như quốc chính, một khi có lũ con cưng đó, tất nhiên phải đưa thiên hạ đến chỗ đại loạn. Lịch sử không chỉ trách kêu binh mà còn phải quy trách nhiệm cho những người cầm đầu dân tộc và bụng suy, giải nghĩ. Và đây là hình bài trên báo Tiến Dân. Tác giả cho rằng hiện nay dưới triều Nguyễn Phú Trọng, nạn kiêu binh từ Bộ Công an cũng tím quyền, thao tống quyền lực bắt cả bộ chính trị, ban chấp hành trung ương làm con tin. Khởi nguồn của nạn kiêu binh này là do ông Nguyễn Phú Trọng đã dung túng bộ công an. Tác giả nêu ba dẫn chứng như sau. Thứ nhất, ông Trọng đã bật đèn xanh cho Tô Lâm đưa một vụ sang Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đem về nước cho bắt ủy viên bộ chính trị Đinh La Thằng, quản thúc, giam lỏng, thường trực ban bí thư Đinh Thế Huỳnh mà không cần có ý kiến của ban chấp hành trung ương hoặc quốc hội. Thứ hai, bỏ qua cho sự dính líu của Tô Lâm trong vụ mobile phone mua IVG bằng các văn bản tối mật và đề nghị cho hưởng chế độ hình sự đặc biệt để Phạm Nhật Vũ chỉ phải nhận mức án 3 năm tù. Thứ ba, ủng hộ chủ trương của Tô Lâm và Bộ Công an, nửa đêm mang hàng ngàn quân đi tấn công thông hoành, đồng tâm, tiêu diệt đảng viên 58 tuổi đảng Lê Đình Kình, bắt hết con cháu ông Kình. Tác giả đánh giá, từ tiền lệ đó, Bộ Công an nấp dưới cờ chống tham nhũng không có vùng cấm, trở nên lộng quyền và bước qua mọi rào cản pháp lý. Và đây là hình trùm kêu binh đại tướng Tô Lâm. Ông Trọng xem bộ công an là thần bảo hộ của đảng, là công cụ đảm bảo sự tồn tại của đảng, nên o bế dung túng lực lượng công an, biến họ trở thành kêu binh hung hẳn, côn đồ, coi thường nhân phẩm, mạng sống của người dân. Theo tác giả, kêu binh thời đại Hồ Chí Minh tham nhũng, hối lộ, mua sao vạch, bán phẩm hàng mà không ai dám điều tra, tố cáo, chỉ trích. Công an đánh người, bắn người, bắt bớ, tra tấn khi giam cầm dẫn đến những cái chết tức tuổi của dân hoặc thương tích đầy người, thân tàn ma dại, nhưng luôn được bao che, không hề bị truy tố. Những đại biểu nào dám chất vấn, gây gắt Bộ trưởng Bộ Công an, phê phán công an giữa nghị trường, không sớm thì muộn cũng bị gài bẫy bắt giam. Tác giả đánh giá, ai dám đưa công an vào vòng tố tụng thì đứng đầu cơ quan khởi tố điều tra là Bộ Công an, tức Đại tướng Công an Tô Lâm, cơ quan truy tố Viện Kiểm sát, Thượng tá Công an Lê Minh Trí, và cơ quan xét xử tòa án tối cao, Thiếu tướng Công an Nguyễn Hòa Bình. Tác giả chỉ ra sai lầm của ông Trọng đã giúp Bộ Công an cài cắm người của mình vào tất cả cơ quan đầu não. Và đây là hình Nguyễn Phú Trọng, người nuôi âm binh và bị âm binh cắn ngược. Chỉ vì còn đảng còn mình nên ông Trọng đã tạo điều kiện cho lực lượng Bộ Công an ngày càng đông đúc, hung hẳn. Ông Trọng trao cho đám kiều binh các quyền tiền trảm hậu tấu, để nay họ quay sang tím quyền, khuynh lót nắm thóp cả ban chấp hành trung ương và hệ thống chính trị. Từ trung ương đến 63 tỉnh thành, Hồng đưa ra yêu sách sắp xếp nhân sự cấp cao. Tác giả nhận định, bộ công an đang kiểm soát gần như tất cả các cơ quan hành pháp, lập pháp và tư pháp, mở đường cho việc Tô Lâm ngồi vào ghế tổng bí thư. Đến thời điểm này, có thể nói vua Nguyễn Phú trọng đã thật sự mất hết quyền lực. Tác giả đề cập đến vị nhà báo Huy Đức, cây bút chính luận số 1 Việt Nam đã bị khởi tố, bắt giam vào chiều ngày 1 tháng 6 và cho rằng sắp tới sẽ có những cuộc thanh trừng đàn áp khốc liệt hơn. Các nhà hoạt động nhân quyền, những tiếng nói phản biện, những phản ứng trong dân chúng và ngay cả trong đảng cũng sẽ cùng chung số phận. Tác giả kết luận: Kêu binh đang lên ngôi, vết nhơ thời vô Lê, Chúa Trịnh đã, đang và sẽ lặp lại một lần nữa trong lịch sử hiện đại Việt Nam buồn thai! Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Kiều binh thời Nguyễn Phú trọng ngồi trong triều đình bàn chuyện quốc gia. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất và nhanh nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.